Như đã hứa thì hôm nay Thông và chị Thúy sẽ quay lại để mình hướng dẫn thêm hai món dành cho người cao tuổi. Món thứ nhất đó là trà cung đình nhất dạ đế vương. Thì món này Thông sử dụng rất là nhiều cái phần nguyên liệu trong cái trà. Nó bao gồm là atiso ha, hoa cúc, cỏ ngọt, hoài sơn, đẳng sâm, đại táo, lá sen, hoa hồi, cam thảo bắc, hoa lài, hoa hòe, thảo quyết minh, khổ qua, kỷ tử, nụ vối, tim sen, rất là nhiều những cái vị thuốc trong dân gian mình có. Với những cái vị thuốc này thì kết hợp với yến thì mình sẽ có nhất là nhiều công dụng đó, đó là hỗ trợ điều trị chứng cao huyết áp, đau đầu, hồi hộp, mất ngủ, giúp tăng cường sức đề kháng ha, giảm cholesterol trong máu ha, và bổ khí huyết, thanh nhiệt, giải độc gan. Vì cái này rất là nhiều ha, thì đã có những cái công ty người ta sẽ sản xuất là người ta đã trộn chung hết những cái nguyên liệu cho mình trong cái món này. Thì để cái món thứ hai là Thông sử dụng cái phần bí ha. Có hai loại bí Đúng xanh rồi. và bí vàng đúng không? Yeah. Nếu mà bí này thường thì khó kiếm trên thị trường cho nên mình bí xanh này thì dễ kiếm hơn ở ngoài chợ Bí bán xanh ở bên mình ở nhưng Đà Lạt rất là nhiều đưa bí xuống. Nhật ở Ừ, Đà đúng Lạt rồi. xuống nhiều, bí này cũng ở Đà Lạt nhưng mà thường thì rất là hiếm à, lâu lâu mới có cho nên là nhưng mà mình thì thích cái này tại vì thứ nhất là đẹp À, chị hấp dẫn hơn. là bên chị có luôn cái sản phẩm này luôn đúng không ạ? Thỉnh thoảng cũng có mình có Còn mặt tại hàng vì này là mình thường xuyên. sử dụng để mà mình làm luôn cái món yến cho khách hàng cho nên là mình vẫn sưu tầm những cái món ngon đẹp bổ về cho khách hàng mà phải lạ để đáp ứng À, tiêu rất là chí dễ thương nha, nhỏ của nhỏ Hoàng Thu dễ Yến thương là nha. phải vừa ngon mà vừa đẹp mắt vừa bổ dưỡng. Thì hôm nay chị đã đem tới hai loại yến thì Thông cũng kết hợp luôn ha. Cái phần bí này á thì chị sẽ lấy phần ruột giúp Thông ha, mình Rồi. sẽ chưng trong cái trái bí này luôn. Thì mình sẽ chưng là bao gồm nguyên liệu của nó là sữa tươi ha, táo đỏ, yến, và cái này là phần đường thốt nốt ha. Mình chỉ lấy độ ngọt nhẹ từ đường thốt nốt thôi ha, mình không sử dụng đường phèn hay là đường cát mà sử dụng cái đường thốt nốt ha. Cái phần bí này thì có hơi hơi khó làm nếu mà ở nhà chúng ta không có dao tỉa thì chúng ta Mình có thể cắt luôn đúng không chị? gạt mặt luôn còn nếu như À, mà để cầu Thông kỳ cắt một tí cắt xíu cái thì này nha. mình Làm ở này cho đẹp đúng nhà không ạ? làm về cho nó đẹp nhưng mà hơi cầu kỳ một tí xíu. Nói chung là ăn cũng cũng phải đẹp đúng không chị? Tại vì món này là dành để mà vừa bồi dưỡng sức khỏe và vừa làm đẹp luôn cho nên là khi mà lên món ăn cũng cầu kỳ với lại là mình nói là món này chỉ dành cho vua chúa thôi mà cho nên lúc ăn tưởng tượng một tí. À, mình là một bà hoàng đúng không? Khách hàng của mình cũng tưởng tượng mình đang thưởng thức một cái món ngon cho nên là mình phải vừa ngon mà vừa đẹp mới đạt được cái tiêu chí của cái món chứ đúng không? Thì cái giá thành yến trên thị trường thì chị làm nhiều về sản phẩm thì chị thấy sao ạ? À, thật ra thì cái giá này là do hầu như mình thấy là do nhà sản xuất tự định giá thôi. À, Dựa không có. trên cái thương hiệu rồi cái sản phẩm của mình tạo ra như thế nào. À, thí dụ như là yến nhà thì giá dĩ nhiên là sẽ thấp hơn yến đảo Dạ. à, nhưng mà nó còn tùy vào cái định lượng rồi tùy vào cái cách làm tùy vào cái nguồn yến của nhà sản xuất và cái thương hiệu của nhà sản xuất người ta tự định giá ra thôi. Chứ còn giá trung bình ở trên thị trường thì yến nó tầm khoảng từ 3 triệu, 3 triệu rưỡi, 5 triệu tùy. Ví dụ như ăn thì chỉ tầm 3 triệu đến 3 triệu rưỡi là được. Nhưng Yeah. mà nếu mà là quà tặng thì cũng phải từ 4 triệu rưỡi, 5 triệu trở lên thì Yeah. mình mới có một cái dòng quà tặng nó sang trọng và đẳng cấp. À, cái hộp nó đẹp hơn đúng không Đúng chị? không? À, tức là mình sẽ phải đầu tư vô cái hộp nhiều hơn Đúng rồi. thì giá thành sẽ tăng hơn. Thì khi mà mình ăn này tổ yến nó có cái chân yến đó chị thấy nó có độ giòn nhiều hơn, độ dai nhiều hơn đúng không chị? Thì cái đó là do sở thích của khách hàng thôi chứ còn hàm lượng dinh dưỡng ở trong đó thì nó cũng như là yến tổ thôi
Thì cái phần đó thì khi mà nó bám vào hai cái chân vách đó thì nó cứng hơn, để cho tạo tổ thì nó cứng hơn, nhưng mà nó sẽ giòn hơn cái thời gian. Nó giòn hơn, và khách hàng thường thì khách hàng thích ăn cái phần đó là do nó cứng và nó giòn. Chứ còn hàm lượng dinh dưỡng thì cũng sẽ như nhau. Thì lúc cái chương trình trước mình có nói về cái phần là yến giả rồi đúng không chị? Thì bây giờ là chị ngoài cái yến giả, hay là mình không phải là yến giả nhưng mà họ có trộn thêm cái tạp chất đó để mà họ bán đó. Thì có một cái dòng yến nữa mà em được biết là người ta sẽ mua cái yến từ Mã Lai và Indo. Thì cái yến đó thì nó rẻ hơn so với yến trong nhà của mình luôn. Chị có biết tại sao không ạ? Thật ra là sản lượng của yến Mã Lai và yến Indo cái sản lượng quá lớn. Mà cái dòng mà yến rẻ về Việt Nam, du nhập về Việt Nam là những cái dòng yến vụn, yến bể và yến tạp chất của Malaysia không sử dụng. Thì mới đưa về Việt Nam. Du nhập vào Việt Nam thì các nhà thương buôn mà lấy cái đó để giảm giá thành thôi. Chứ thật ra nếu như mà là yến đúng chuẩn của Malaysia và Indo hay Thái Lan, họ đều phải xuất khẩu và họ đều làm nên chuẩn hết. Nhưng mà chúng ta khi mà du nhập về, chúng ta lại không du nhập những hàng đạt tiêu chuẩn, vì giá thành nó sẽ ngang ngửa với lại giá thành của yến Việt Nam. Do đó sẽ không du nhập, mà chỉ du nhập cái phần yến bể, yến vụn, yến nát mà cái yến mà thể là không sử dụng được, với nọ không sử dụng nữa thì đưa về Việt Nam. Thì đó là họ pha trộn vô để giảm cái hàm xuống. Với theo em được biết nữa là cái yến Việt Nam vẫn là hàm lượng chất dinh dưỡng nhiều đúng nhất rồi, thế giới lượng, rồi. Hàm lượng nhiều hơn Mã Lai hay Indo. Hàm lượng về đạm, hàm lượng về cái chất dinh dưỡng trong yến, về cái môi trường tự nhiên của mình, nó vẫn đạo của mình vẫn tốt hơn là của các nước khác. Do đó yến Việt Nam vẫn là giá trị cao nhất so với là các cái loại yến khác. Bây giờ mình đã xong ha. Công đoạn tiếp theo là mình sẽ sử dụng cái phần sữa tươi ha. Sữa tươi. Cho vào sữa tươi. Hai phần trái bí ha. Mình bỏ bớt cái ruột ở phía trong đó là. Tiếp theo ha, mình sẽ bỏ ít táo đỏ vào ha. Ở Hàn Quốc thì có một cái món là trái lê. Mình cũng có thể khoét trái lê rồi mình làm tương tự ha. Nhưng mà trái lê khoét thu lại ăn thì rất là ngon quý vị. Nếu mà chúng ta hầm với trái lê thêm gừng và cái đường thốt nốt này, thì sở dĩ là mình khuyến dùng cái đường thốt nốt vì là cái độ ngọt dịu vừa so với cái món này thì nó cũng sẽ lạ hơn là chúng ta dùng cái mùi thơm của từ đường thốt nốt ha. Mùi thơm của thốt nốt nhưng nó mà sẽ nếu thơm mà chúng ta sử dụng vào trong cái trái lê thì sẽ có cái tác dụng là tăng sức đề kháng rồi cho nhiều cái mùa lạnh. Dạ đúng rồi. Ở Hàn Quốc thì nếu mà bị cảm thì người ta sẽ hay sử dụng cái lê chưng với đường phèn. Cái vị gừng của vị gừng thì đường phèn nó sẽ làm cho chúng ta thông giọng. Và cái bí này nó cũng rất là nhanh là chín ha, nên là mình sẽ chưng trong vòng 20 phút và mình sẽ bỏ luôn yến vào mình chưng ha. Những cái sản phẩm, những cái món như hôm trước mình giới thiệu là mình phải chưng gà trước 2 tiếng rồi mình mới chưng yến ha. Còn đây là mình sẽ chưng được luôn một lần thôi, chỉ 20 phút. Cho yến vào luôn ha. Là khách hàng của Thu khi mà sử dụng cái món này rất là thích, và nhiều khách hàng không có muốn ăn khi mà sử dụng làm trong cái trái bí như thế này. Cái khách hàng khi mà ship qua cho khách hàng thấy dễ thương quá, nhiều khách hàng chưng nhiều hơn là khách hàng ăn. Và ăn thì là lại cứ tóm tắt khen là tiếc về cái hàm lượng dinh dưỡng trong trái bí và phải đẹp mắt nữa. Thì cái món này nó dễ làm đúng không? Đúng, nguyên rồi. Liệu cũng dễ, chỉ có dễ sữa làm. Tươi. Nếu như không có đường thốt nốt thì mình có thể thay bằng đường phèn nếu mà thích cái vị ngọt. Đúng hơn. Rồi. Đi, nếu mà đường phèn thì hoặc là mình không cần bỏ đường cũng được, tại là mình lấy sữa ngọt. Ngọt từ sữa tươi và từ cái bí ra đó là ngọt ha. Mình những người bị tiểu đường thì mình sẽ không cần thêm thêm đường nữa. Là những người lớn tuổi thì thường hay bị tiểu đường nữa, là mình sẽ không cần thêm đường ha. Thì cái này chỉ cần 20 phút chưng cách thủy ha. Cái này là trong một buổi sáng là chỉ cần một quả bí như vậy là đủ năng lượng trong ngày luôn. Dạ, đây là không là chuẩn bị sẵn ha. Bốc khỏi. Nóng quá. Wow.
thơm mùi sữa với mùi táo đỏ nhẹ nhàng đó chị. Thơm đẹp đó. Cái yến thì nó sẽ nằm trong đó hòa quyện luôn đó. Cái này thì mình cũng có thể dùng trên bàn tiệc để chiêu đãi khách, nhìn cũng sang đúng không? Rất là sang và cao cấp luôn. À, quay trở lại cái món trà thì sau khi cái trà thông bỏ nước sôi và mình sẽ đổ cái phần nước đầu tiên đi, gọi là mình sẽ làm sạch cái phần trà. Tiếp theo là mình sẽ bỏ tiếp lại phần nước sôi và mình ủ 15 phút thì cái phần trà đã được ha. Thì cái yến mình đã chưng 20 phút rồi. Mình chưng cách thủy 20 phút rồi, sau đó mình sẽ cho vào ha. Cho vào cái ly, sau đó mình rót trà vào thôi, rất là đơn giản ha. Cái này thì những cái cụ ông thích uống trà ha thì sẽ rất thích cái món này. Cụ bà thì ăn những cái trái bí chưng rất là mềm. Thì mình dùng với sữa nữa. Sáng sớm. Dạ đúng rồi, sẽ buổi sáng là thưởng trà ông sẽ uống một ly trà. Nhất dạ đế vương bà sẽ nhất dạ đế vương vậy thì uống ban đêm uống ban ngày. Nhất dạ đế vương là buổi sáng ha, mình uống ăn đến vào buổi sáng à. Buổi sáng thì ông sẽ uống một chén trà, ông đúng là nhất dạ đế vương, ông như là như một ông vương luôn, còn bà sẽ là như một bà hoàng ăn một trái bí luôn ha. Mình sẽ rót cái phần trà vào ha. Mùi thơm từ các loại thảo mộc cung đình. Cái trà này thì mình có dễ mua không không? À, cái trà này thì nó bán hầu hết ở các siêu thị Co.opmart ha, đều có, rất là dễ. Giá thành cũng không có cao lắm, mời chị thưởng thức thử ha. Vị thơm của các loại hoa. Dạ. Yeah. Rất là tốt cho sức khỏe nữa. Nhưng mà nếu như mình dùng nước sôi như vậy thì có khi nào mà khách bỏ yến trực tiếp vô trong thì có được? Dạ. Cái yến là mình đã chưng cách thủy 20 phút, sau đó mình mới dưới cái trà này vào này. Còn cái trà thì mình đã pha trà riêng, chưng yến riêng và sau đó mình rót trà vào yến, rất là dễ tiện. Nhưng mà nếu mà nhiều khách người ta chỉ dùng yến tươi này, người ta chế vô trong kén rồi thì cái lượng nước sôi của yến có đủ, lượng nước sôi của trà có đủ để làm chín yến không? Dạ không được chị ơi. Mình vẫn phải chưng yến cách thủy 20 phút, sau đó mình mới cho. Nếu chị thích nữa thì mình sẽ lấy cái nước trà và mình chưng luôn. Sử dụng nước phần nước trà mình chưng đúng yến rồi. Đúng không? À, như vậy thì cái này mình có cần trong đây có cái đường cỏ ngọt không? Trong thành phần có đường cỏ ngọt. Có đúng rồi. Mình sẽ không cần phải cho đường nữa. Dạ đúng rồi. Với lại người lớn tuổi không thích bỏ đường vào vì người lớn tuổi thường là không thích sử dụng đường vì nhiều người lớn tuổi hay dễ bị tiểu đường á. Không sử dụng đường muối hay những cái món này mình đặc biệt dành cho đối tượng là người lớn tuổi, người lớn tuổi. Có tiểu sử là bị bệnh tiểu đường mà còn thêm cái này nữa, thường là khách hàng thường đó là dùng yến thì những người bị bệnh tiểu đường là bị gút nè, thì có nên dùng, có dùng có ảnh hưởng không? Cái bệnh gút với tiểu đường là không ảnh hưởng gì á, mình dùng yến rất là tốt luôn. Yến rất là tốt luôn, không có ảnh hưởng trong cái hàm lượng đường trong yến nó sẽ không ảnh hưởng đến cái lượng đường trong cơ thể, đúng không? Không dung nạp vào và dùng rất tốt. Nhưng căn bản là chúng ta vẫn phải chấp hành những cái nguyên tắc dùng yến, như là khi mình đang sốt cao thì mình không nên sử dụng, không nên. Thứ hai nữa là khi mà đang đau bụng, mình chưa rõ nguyên yếu trong người, nó dễ bị yến nó hơi mát đó, mình yếu trong người mình không nên sử dụng. Thứ ba nữa là đang hạ huyết áp, đúng không? Đang tăng đang hạ huyết áp mà chưa rõ triệu chứng, hoặc chúng ta đang trong cái giai đoạn mà uống thuốc điều trị tăng hạ huyết áp thì chúng ta cũng không nên dùng, mà chúng ta phải dùng thường xuyên trong một cái thời gian để chúng ta ổn định sức khỏe. Giống như nói là khi mà mình không bệnh thì mình không cần phải uống thuốc, đúng không? Thì khi mà khỏe thì khách hàng hãy nên dùng một cái lượng đều đặn, một lượng nhỏ. Thúy nghĩ rằng khi mà chúng ta dùng yến, tuy rằng nói là cái giá trị yến nó cao, giá thành nó mắc, nhưng mà khi chúng ta chia lượng nhỏ ra dùng mỗi ngày thì theo Thu Yến thì thí dụ như một hũ sữa chua yến 35.000 cộng với trái cây nữa thì khoảng 100.000 là cả gia đình mình đã dùng yến được trong một ngày, đúng không? Một tuần chúng ta dùng có 3 lần, 2 đến 3 lần yến thôi các quý vị, thì chỉ khoảng chừng 200.000 cho một người. Đúng rồi. Thì nó chỉ bằng tiền là chúng ta uống cà phê chẳng hạn, chúng ta tiết kiệm cà phê thôi, đúng không? Thì chúng ta có dùng yến được. Nhưng mà yến xào thì vừa tốt cho sức khỏe,
vừa đẹp da, vừa tốt sức khỏe, vừa ngăn ngừa được một số bệnh, đặc biệt là đối với trẻ em thì cái tăng sức đề kháng và cái tăng sức đề kháng, giảm cholesterol trong máu này, rồi cái phần mà mát gan, điều trị mát gan, giải độc gan cũng rất là tốt, vì khi mà mình mà gan mình mát thì da mặt mình cũng đẹp mà. Cho nên là quý vị lưu ý là chúng ta dùng yến xào thì dùng một lượng vừa đủ, dùng thường xuyên điều độ để thấy được tác dụng của yến. Theo kinh nghiệm bản thân của Thu thì thật ra ngày xưa Thu làm yến là cũng từ bé trai nhà mình nó bị hen suyễn và mình phải cho bé dùng, lúc đó là vô tình mình cho bé dùng và phải kiên trì dùng gần cả một năm thì mình mới thấy được cái tác dụng của yến, từ đó thì mình mới bắt đầu cái nghề yến của mình. Do đó mình cũng tư vấn và khuyên các khách hàng nên dùng vừa phải và điều độ, đừng tránh dùng một lúc quá nhiều. Mình có tâm lý là có tiền dùng thuốc bổ, dùng đồ ăn cùng lúc dồn nhiều vô để thấy tác dụng, nhưng thực ra không phải. Hoặc là một quan điểm sai lầm nhất của người Việt Nam của mình là hay tiết kiệm, đợi đến lúc bệnh mới đầu tư vào cho sức khỏe. Đúng là chị nói thì thông trong hơn 10 năm làm yến thì không có một cô khách hàng lớn tuổi thường xuyên, tức là mọi người nhìn vào á không biết cô 80 tuổi, da mặt rất là đẹp, tóc vẫn còn đen ha. Nhìn da căng đẹp vì cô ăn yến hơn 10 năm, rất kiên trì nha. Đó là khách hàng lâu năm không? Mọi người không nghĩ là cô 80 tuổi nhìn mới giống như 50 luôn đó. Và đó là lý do mà tại sao là món yến xào ngày xưa chỉ được dâng cho hàng vua chúa và chỉ có những cái khách hàng có thu nhập cao thì mới sử dụng yến. Nhưng rõ ràng rằng tác dụng của yến phải có, cho nên mới được lưu truyền từ thời xa xưa. Và yến xào lại là một cái món 100% là truyền thống của Việt Nam mình, chứ không phải là du nhập từ các nước, đúng không? Và yến có xào của mình lại là một cái sản phẩm hơn ngày nay đến ngày nay thì là được nó thế giới đứng công nhận đầu trong món. bát chân đúng rồi, và đầu. Nó là của Việt Nam. Còn những cái khác như thể là nhân sâm của Hàn Quốc đi thì phải từ Hàn Quốc, nhưng mà nhân sâm thì nó một cái nó bị làm ảnh hưởng tới huyết áp của mình nữa, hoặc là chỉ có đàn ông hay là người lớn tuổi thì mình phù hợp. Còn cái yến thì nó sẽ phù hợp với mọi lứa tuổi. Thì hôm trước tới giờ là mình có cho trẻ em nè, giới trung niên này, người lớn, người giới gia đông phòng này, người già này, phụ nữ mang thai này, người mới ốm dậy này, người đang điều trị ung thư xạ trị này, rất là mọi người đều có phù hợp, mọi người đều có thể sử dụng được cái sản phẩm của mình. Và chỉ mình chỉ cần kết hợp với món ăn một xíu nữa thôi. Tức là mình, nếu như là chị em có thể chế biến tự mình chế biến được thì có sản phẩm trên thị trường thì dành chút thời gian để mua về tự chế biến ở nhà là an toàn nhất và nguyên chất nhất, và cũng thể hiện cái tình cảm của mình đối với gia đình nữa. Còn nếu như không có thời gian thì quý ở trên thị trường có nhiều công ty họ chế biến sẵn các món ăn, nhưng quý chị phải lưu ý rằng phải chọn được cái đơn vị uy tín và tin tưởng về chất lượng của sản phẩm, vì yến xào hay tất cả các dòng sản phẩm khác nó là một cái dòng sản phẩm bổ sung sức khỏe. Nếu như mà chúng ta không có lưu ý, không có kỹ càng trong vấn đề lựa chọn thì chúng ta chỉ phí tiền đi thôi. Đúng rồi. Và ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta nữa. Cho nên Thu Yến rất mong và Thông thì rất là mong quý vị sẽ có một cái sự lựa chọn thông minh cho các cái dòng sản phẩm mà quý vị lựa chọn dùng cho gia đình. Rồi thì, hai món của mình hôm nay dành cho người lớn tuổi đã hết ra. Thì Thông và chị Thu Yến xin chào cho tất cả mọi người. Hy vọng rằng với buổi hôm nay thì quý vị sẽ hài lòng về các sản phẩm của chúng tôi.